set combo chỉ có 31 triệu 200 thôi ạ. Phục vụ cho anh em đi show, mở show nhỏ nhỏ, tiệc nhỏ, chơi sân vườn tuyệt vời luôn, mà chơi gia đình thì không gian rộng khoảng độ là 50m, 60m thoải mái nhá. Còn vài nhà nghe thì tiếp âm thực tế trực chiến. Ông bao bộ dàn chỉ có 31.200 đô la LE đến từ chúng tôi driver là bác chép của mình. Tôi này các bác chơi sân vườn này, show nhỏ, những show khoảng 2-30 bàn thoải mái thôi nhá. Tiếng rất là hay, phiêu luôn. Bạt sâu chắc, đẹp tơi sáng sạch sẽ chi tiết. Đây không gian ngoài trời rất là hay luôn. Cần một bờ vai em ơi, nhưng không cạnh ta để em có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao cho hơn một thế. Anh nghe cơn gió đã về như em ngược kề bên anh. Anh nghe hay bài đẹp, tiếng hát mic nhẹ, phiêu, bass sâu, step tơi sáng. Và hôm nay tiện Hiếu Minh review đến Lola Enle thì Hiếu Minh cũng lên cho anh em một set combo phù hợp cho anh em, nhất là anh em trong khu vực miền Nam. Những bác nào trong miền Nam mẹ mời anh em đi hay cho thuê xô kẹo kéo, một combo có thể cực kỳ hợp lý, nhanh thu hồi vốn, chất lượng, độ phủ rộng, tiếng hay, bao phê, để bát sâu, đẹp tơi sáng. Và trước mắt các bác là nguyên set này với kết hợp với Lola Enle súng driver là bát chép của Mỹ. Thương hiệu Enle quá quen thuộc rồi. Bát 30 nhé, model là KX512 WH thùng màu đen. Lô loa này em về trong trạng rất là đẹp luôn bác nhé, cực kỳ đẹp luôn nhé. Công suất là 400W rồi chở 8 ohm. Đấy. Design dấu hết ra. Rồi dòng này súng bát chép của Mỹ nhé, thiết hộp thắt hơi phía sau nhưng nó là có chắn chống chuột luôn. Và nguyên set này tại vì sao bình thường ấy là em ghép một set bình thường ấy là em sẽ xếp một quả súp thôi, nhưng hôm nay tiện đây em ghép một set này. Các bác chơi ấy, là các bác có thể là đánh sân vườn này, cho đi thuê thiếc, đánh xô tầm độ khoảng 20 bàn thoải mái thôi nhá. Nghe hay bài đẹp luôn. Đấy. Nguyên cái giá này, mua nguyên set này em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em. Đây. Và con đẩy này 4 kênh H, BWH 1600 là 5.8 triệu, xúc DAE 4.6 triệu nhân 2 quả, vang số chỉnh cơ DB 350V2 2.7 triệu, và bộ micro PS G550 Plus giá là 3.5 triệu. Nguyên một set này luôn. Nghe hay vẻ đẹp nhá. Dùng mic này thì anh em đi show được, chậm kéo thoải mái, tại vì là dòng này bắt sóng rất là xa, tiếng mic dày sạch hay. Vâng nhá. Nói chung đúng tiêu chuẩn là một bộ tầm tiền, nghe hay vẻ đẹp, phục vụ các bác anh em chơi. Tất cả được bảo hành là riêng hàng mới thì bảo hành là đối tất cả nguyên set này bảo hành 1 năm anh em nhá. Cặp nhất là cái phối ghép với những cặp loa NN lâu lắm, nhưng mình về lô loa này mới tức là lô loa tuyển chọn, mới cái chất âm ra cực kỳ hay luôn. Trường hợp những cái bác nào lấy một quả súp thì bác trừ đi thì bộ nó rơi khoảng độ trừ đi 4.6 triệu, thì bộ này nó rơi khoảng độ là 4.6 triệu, là rơi khoảng 27 triệu, gọi là đúng rồi 27 triệu, 26 triệu mấy trăm một bộ này. Còn bác lấy nguyên cả hai quả súp thì sẽ là 31 triệu 200, mức giá vô cùng hợp lý cho anh em chơi và đầu tư. Một đô la bát 30 độ phủ không gian từ đánh, nếu đánh trong phòng nhá, đánh trong phòng thì bộ độ phủ riêng set này độ phủ khoảng 5-60 mét,
Còn các bác đánh mạnh uy lực nhưng ít nhất phải ghép vào những bộ các bác phải đánh không gian phòng từ 30m trở lên. Còn nếu mà đánh ngoài trời thì phục vụ cho tầm 2-30 bàn thoải mái các nhá. Anh em chơi sân vườn, nhất là các bác trong miền Nam kẹo kéo tuyệt vời luôn. Đấy. Ông mua nguyên set này mình hỗ trợ bao ship cho anh em. Vâng em ơi, xin đến chào tất cả các bác nhá. Thì trong clip ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lại về được thêm một lô loa đẹp tuyển chọn cho bác anh em, thì ngoài giới thiệu Mỹ Enne. Thì dòng này quá quen thuộc bác rồi. Thì cách đây 6-7 tháng em về một lô, như đợt đấy về được 3-40 đôi thì hết hàng luôn rồi. Thì hôm nay em về được tổng cộng là khoảng độ hơn 20 đôi nhé. Hơn 20 đôi thì em có chỉa thợ nữa nên là số lượng còn không nhiều. Nhưng hôm nay em review quay chi tiết cũng test chất âm, số lượng vẫn còn hàng để phục vụ anh em cũng bác. Thì nói đến chất âm dòng loa Enne rồi, dòng loa đến từ thương hiệu của Mỹ. Dương dương từ từ đánh quay đã, từ đấy luôn. Đóng nước cái nhỏ thôi, còn nó cái đấy. Dòng loa đến từ thương hiệu Mỹ, sụng driver là Bass Rung Reset bác nhá. Dương ra đỡ cho anh ấy Dương ơi. Bass Rung Reset từ nó sụng từ 19 coi 76 bác nhá. Để quay mở ruột ra cho bác xem. Bass Enne. Sụng chép chép bim xì rất đẹp luôn bạn. Nó cực kỳ đẹp luôn. Rất đẹp luôn bác nhá. Dương dương nhá. Đây. Đẹp lắm, lô này về đẹp xuất sắc luôn các bạn, đẹp xuất sắc. Đây phiên bản Enne model là KX512, phiên bản đời cao nhất của dòng loa Bass 30 này. Bác nhìn cái từ Bass là gấu này. Phải nói là từ không có điểm miêu tả dòng này thì cái Bass nó to lắm. Từ gấu đít lồi, nhưng mà cái Bass này Bass thử gông là gông RCEP bác nhá. Gông RCEP, bản chất nó là Bass RCEP luôn đấy. Cái mã màng này bác này. Mã màng này. Enne KX512. Bộ đen là CD, mà bác nói CD359. Đặt bác lên. Gân vải tẩm dầu 2 lớp, màng bóng chống nước nhẹ. Đấy. Màng này nó hơi dưỡng nhẹ các nhá, hơi dưỡng nhẹ như là màng bóng chống nước. Đấy. Và điều quan trọng nữa là dòng này thiết kế mặt đằng trước nó rất là khỏe khoắn, thiết kế thùng cân. À, mặt lưới căng trước mặt tổ ong rất đẹp luôn bạn. Xe đằng sau cho anh ấy, Dương ơi. Cả lô này về đẹp hết quá. Để hàng xuất đi cho anh em thợ này. Cộng với là hàng nhé, còn em quay luôn cho bác anh em. Model là KX512 Enne. Công suất hoạt động là 400W ở lỗi trở 8 ohm anh nhá. Design in the USA. Dòng loa đến từ thương hiệu Mỹ. Đằng sau là cái dòng này nó có cả phần lưới chắn chuột này. Nhưng cái model loa này thì các bác thứ nhất là đánh các bác nghe giải bass sâu, chép thì tơi sáng chi tiết, nhất là giải bát nó có độ mềm và độ sâu. Để thiết kế thùng cân rất là đẹp luôn bạn. Đến trước mà em đã vệ sinh xong rồi. Nếu anh nghỉ phân tần anh, cái anh xem phân tần đã. Bên trong phân tần nha bác nhá. Phân tần dòng này giữ anh cái chép này. Đây cái chép này này, không rơi này. Đặt cái phễu vào xem nào, đặt cái chép cứ để ngặt vào đây. Tâu Yến đặt ngửa ra ấy, đặt ngửa ra. Đấy. Để cho bác bay thì bác dễ tưởng tượng. Đấy bên trong đây thì phễu này. Thiết kế cái vành phễu nó rất là to nhá. Như là giống dòng loa thông thường, cái phễu nó chỉ đến inch, nó chỉ đến đây thôi. Nhưng cái phễu vành này rất là to, nó liên quan đến cái độ cái hướng âm thanh ấy, nó ra ấy. Độ phủ ấy, nó rộng đó nhá. Phủ rộng. Phân tần nó sử dụng là phân tần là sụng hai bóng, sụng bóng chống cháy cho loa bát và vùng chống cháy cho loa chép các bác nhá. Là 3 cuộn cảm. 5 trở. Tụ toàn xuống toàn tụ xịn thôi bạn. Tụ chỉ số vôn rất là lớn này bác nhìn này. 400V bác nhá. 400V. Chưa kể các con diode này. Cái điều quan trọng cái loa này các bác chơi là không phải lo bị cháy bát hay chép. Cả lô này về không bao giờ lo các bác ạ, không bao giờ lo cháy bát cháy chép. Tại sao em nói như vậy? Tại vì bác nhìn thấy này, nó có bóng chống cháy cho cả loa bát và loa chép. Khi đánh quá ngưỡng cùng lắm nó chỉ đứt cái tóc thôi được. Nghe đánh quá ngưỡng quá đứt cái tóc thì thôi, nó không bao giờ bị cháy bát cháy chép. Nên là đây gọi là dòng loa siêu bền, được chưa? Siêu bền luôn các bạn. Thùng gỗ ván ép. Thiết kế bông còn rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Và điều quan trọng lô này về đẹp lắm, cái thùng cân mà màu đen nữa, có hộp cắm loa. Hàng tuyển chọn cho bác anh em chơi. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với đô nhá. Dòng loa sùng driver là
bát công lược xếp chép BMC của em anh em đặt cái bát lên đây, đặt ngửa ra em đây quay nhiệt cho bác nhìn này, keo nhiệt keo chỉ nó ép này đẹp không, phải nói là thực sự luôn đẹp này, nó dưỡng nó ép keo xong rồi nó quét một cái lớp tráng bên trên này rất đẹp luôn. Nói chung hàng dòng loa driver mạnh ý, thì bác nhìn nó khắp gọt hẳn luôn, được hàn xong ghim nhá, ghim nét luôn nhá, lấy cầu bên tay phải này. Hiện tại đôi loa này trên thị trường anh em đang bán mức giá 11-12 triệu đồng một đôi, hàng mới thì đôi này đang bán là 20 mấy triệu đôi này, và hôm nay thì mình đang bán hàng bãi với cặp loa tuyển chọn đẹp như này, với mức giá là 10 triệu đồng trên một cặp này bác nhá, 10 triệu bác sử dụng cặp này, 10 triệu thì bác ở gần em hỗ trợ là bao ship cho anh em, bao ship cho anh em nhá, rồi anh em ở gần mời gửi xe đò, hỗ trợ bao ship còn bác đến cửa hàng và bớt cho anh em thêm vài trăm nữa thì bước chuẩn. Hôm nay thừa làm một clip thông báo hàng về đối với dòng loa bắt 30 NE, bác có nhu cầu thì liên hệ với đô nhá. Và xin chào tạm biệt ạ.